TPO cả Ukraine và Hàn Quốc cùng khẳng định binh sĩ Triều Tiên đã có mặt tại Nga. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng và Moscow cùng phủ nhận cáo buộc này. Trong khi đó, Mỹ tỏ ra lo ngại trước kịch bản binh sĩ Triều Tiên có thể hiện diện trên chiến trường Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu trước Quốc hội Ukraine mới đây rằng Triều Tiên là bên tham chiến trên thực tế trong cuộc xung đột tại Ukraine và đứng về phía Nga. Ông Zelensky tiết lộ, tình báo Ukraine đã phát hiện ra Bình Nhưỡng đang chuyển không chỉ vũ khí mà còn cả quân nhân Triều Tiên tới Nga, Ngày 18 tháng 10, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc nói rằng các tàu hải quân Nga chuyển 1.500 binh sĩ Triều Tiên tới thành phố cảng Vladivostok từ ngày 8-13/10. Trong khi đó, Mỹ bày tỏ quan ngại trước tin tức về sự hiện diện quân sự của Triều Tiên ở Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ chưa độc lập đưa ra lời cáo buộc nào nào nhằm vào Bình Nhưỡng. Liên minh châu Âu đàm phán kết nạp Ukraine Các nước Liên minh châu Âu (EU) chấp thuận khởi động đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova vào tuần tới. Bộ trưởng EU và các nước dự kiến bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên với Ukraina và sau đó là với Moldova tại Luxembourg, Bỉ vào ngày 22 tháng 10. Tổng thống Ukraine gọi việc bắt đầu đàm phán là bước tiến lịch sử. Tân tổng thống Indonesia công bố nội các lớn nhất trong lịch sử của đất nước. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto công bố nội các mới vào tối 20 tháng 10, vài giờ sau khi ông nhậm chức. Nội các được cho là lớn nhất trong lịch sử đất nước với 109 bộ trưởng, thứ trưởng và người đứng đầu các cơ quan nhà nước. Tân tổng thống Prabowo Subianto gọi đây là nội các đỏ và trắng, đề cập đến màu sắc của quốc kỳ Indonesia. Ấn Độ họp khẩn vì các vụ đe dọa đánh bom máy bay, Ngày 19 tháng 10, Cục An ninh Hàng không Dân dụng BCAS, Ấn Độ đã triệu tập cuộc họp khẩn với các giám đốc điều hành và đại diện các hãng hàng không ở Delhi vì sự gia tăng đột ngột số vụ đe dọa đánh bom nhằm vào các chuyến bay nội địa và quốc tế. Các nguồn tin cho biết, hơn 30 chuyến bay của các hãng hàng không Air India, Vistara, Indigo, Akasa Air, SpiceJet, Star Air và Airline Air đã nhận được lời đe dọa đánh bom chỉ trong ngày 19 tháng 10, khiến các cơ quan an ninh lo ngại. Tình báo Mỹ làm lộ kế hoạch tấn công Iran của Israel. Mỹ đã mở một cuộc điều tra về vụ hai tài liệu tình báo bị dò rỉ trong đó được cho là nêu cụ thể việc Israel chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran trong những ngày tới. Tài liệu tình báo bị do gì của Mỹ bao gồm các diễn giải về hình ảnh vệ tinh dường như đã được cơ quan tình báo địa không gian quốc gia Nga biên soạn và những thông tin phân tích được các vệ tinh do thám của Mỹ và cơ quan an ninh quốc gia Mỹ thu thập. Hai tài liệu được đánh dấu tuyệt mật đề ngày 15 và 16 phần 10 bắt đầu lan truyền trên ứng dụng Telegram vào tối 18 tháng 10. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson xác nhận giới chức Mỹ đang mở cuộc điều tra về vụ dò dỉ các tài liệu tình báo được phân loại liên quan đến việc Israel chuẩn bị tấn công Iran. Tuy nhiên, ông Mike Johnson không cho biết chi tiết về cuộc điều tra. Hàn Quốc tham gia tập trận với Mỹ và Philippines. Lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc thông báo tham gia cuộc tập trận thường niên Kamandak do Mỹ và Philippines chủ trì. Đây là năm thứ ba liên tiếp cuộc tập trận đa quốc gia này được tổ chức. Tổng thống Serbia cam kết không bao giờ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga. Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 20 tháng 10, Tổng thống Serbia Alexander Vucic cho biết, nước này sẽ tiếp tục từ chối việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga bất chấp áp lực của phương Tây. Trên trang cá nhân của mình, Tổng thống Serbia theo chủ nghĩa dân túy Alexander Vučić bày tỏ tin tưởng, cuộc điện đàm đầu tiên sau hơn 2 năm qua với tổng thống Nga sẽ giúp phát triển hơn nữa mối quan hệ và lòng tin giữa Nga và Serbia. Tổng thống Serbia Vučić thể hiện quan điểm ủng hộ mạnh mẽ đối với Nga cũng như mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.